Trưa 21 tháng 7, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp tại thành phố Hồ Chí Minh thời gian qua, công tác tiếp nhận máu và tiểu cầu từ nguồn hiến tình nguyện của bệnh viện bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Theo tiến sĩ bác sĩ Lê Hoàng Oanh, giám đốc trung tâm truyền máu Chợ Rẫy, lượng tiểu cầu dự trữ tại bệnh viện chỉ còn vỏn vẹn 13 đơn vị. Số lượng máu dự trữ tại trung tâm cũng chỉ còn 2.198 đơn vị, trong khi lượng máu sử dụng trong cấp cứu và điều trị cho các bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy ở thời điểm hiện tại trung bình 200 đến 300 đơn vị một ngày. Hiện nay, mỗi ngày nơi đây chỉ tiếp nhận khoảng 15 đến 17 người đến hiến máu. Trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp như hiện nay, việc đảm bảo nguồn máu để cấp cứu và điều trị cho các bệnh nhân, trong đó có cả những bệnh nhân mắc COVID-19 cần phải truyền máu, trở thành thách thức lớn đối với trung tâm. Trước tình hình cấp bách này, trung tâm truyền máu Chợ Rẫy kêu gọi sự chung tay tình nguyện của cộng đồng để hiến máu cứu người. Địa chỉ tiếp nhận hiến máu: trung tâm truyền máu Chợ Rẫy, địa chỉ cổng số 5, đường Phạm Hữu Chí, phường 12, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian 7 giờ đến 16 giờ từ thứ Hai đến thứ Sáu. Điện thoại liên hệ 0919 223 989 hoặc 0938 790 207.